Nói luôn à? Rồi sao cái này có là cái mở máy trong còn đây là cái máy này là cái máy em Latest M5 300 nữa này. Cái này là cái chân đế của nó không có 40 chân đế nó còn đây là cái này. Đây nó có 4 con ốc mà rồi. Nó khác cái loại mấy loại kia, nó có thanh nguyên, này cũng có thanh nguyên. Ở đây nó có khá 4 ốc và nó có 4 cái lỗ. Cái chân này á, thì ở đây nó cũng có 4 cái lỗ mà mình chơi cái bài thôi, có 4 cái lỗ nó luôn nghiêng về. Điều mấy 4 ốc mình gá vô. Rồi mình bắt cứng luôn, bắt đi cho nó cố định luôn. Tháo nó ra. Đây thì nó có cái 2 cái lỗ mình đưa nó vô. Đưa nó qua. Rồi kẽm mình bóp nó lại. Cho nó giữ nó không có chạy tới vô. Rồi ở đây thì nó có cái con ốc dậy, xuống mình tháo 2 cái tán nó ra, đưa nó vô cái lỗ này. Mình bắt nó đây, nó hơi khó bắt xíu. Siết vừa đủ cứng không? Rồi, giờ mình ghim điện lên mình xài thôi. Cái này nó cũng có cái công tắc. Ồ,
còn ở đây là cái dòng để mình chỉnh nó nhiệt độ âm dương nè, nhưng mà mình để khoảng chính giữa nó xài được. Cái này mình cũng đợi khoảng một chút đỉnh thời gian. Nó khác một cái đó là cái này nó ép bằng thanh nhôm luôn, nó không có qua mà cái giống như mấy kia ép này là ép bằng bự. Là lúc đầu là nó mình mở là nó chưa có nóng, là có cái đèn này mình để cho khoảng 5 phút hay 7 phút mà nó chuyển qua cái đèn này bắt đầu mình ép được. Mình đưa vô. Được rồi đó. Đẹp. Nó vừa đủ nhiệt độ nha, đừng để nó cao quá thì nó trả cái bịch xấu cái bịch luôn.